Dự án Thư viện 2030 là chương trình từ thiện thường niên do câu lạc bộ doanh nhân 2030 tổ chức, với hoạt động chính là xây dựng và trao tặng thư viện cho những ngôi trường có hoàn cảnh khó khăn tại các vùng sâu, vùng xa. Tiếp nối những thành công đã đạt được, trong năm 2015, câu lạc bộ 2030 tiếp tục kêu gọi các nhà doanh nhân, nhà hảo tâm ủng hộ cho dự án này với mức kinh phí hơn 450 triệu đồng. Và trong chuyến trao tặng quà của tỉnh Bạc Liêu, câu lạc bộ diễn ra vừa qua, chúng tôi đã ghi nhận những hình ảnh sau. Đây là hình ảnh của buổi lễ xuất phát chương trình Caravan Thư viện 2030 do câu lạc bộ doanh nhân 2030 tổ chức trong chuyến hành trình về Bạc Liêu diễn ra vào đầu tháng 8 vừa qua. Nhắc đến Bạc Liêu là nhắc đến những da diết trong bài Dạ Cổ Hoài Lang, những đêm trăng gành hào và những mảnh đời lam lũ nơi miền biển mặn. Tuy cuộc sống có nhiều vất vả, nhưng người dân Bạc Liêu luôn lạc quan hy vọng vào ngày mai tươi sáng. Và niềm tin hy vọng đó được gửi gắm vào trong tương lai của những đứa trẻ sáng đi học, chiều ra đồng, với mong muốn để những ước mơ của trẻ thơ được bay xa. Chương trình Caravan Thư viện 2030 đã quyết định lựa chọn Bạc Liêu là điểm đến trong hành trình năm thứ 6 của mình. Khi chúng tôi đi tiền trạm thì chúng tôi thấy Bạc Liêu còn rất là nhiều trẻ em, và đặc biệt là huyện Đông Hải còn rất là nhiều trẻ em khi đến trường hoặc là những vật chất không có được cái như những bạn đồng trang lứa khác ở những huyện khác. Nên chúng tôi với tiêu chí đó thì chúng tôi lựa chọn huyện Đông Hải, đặc biệt trường Võ Văn Kiệt là nơi để chúng tôi đủ tiêu chí để chúng tôi trao cho một cái thư viện, và chúng tôi hỗ trợ thêm hai cái thư viện khác cho hai trường Phong Thạnh và trường Hội Thị Kỷ. Với hơn 300 thành viên tham gia, điểm đến đầu tiên trong hành trình trao tặng của chương trình là trường tiểu học Võ Văn Kiệt, ấp Cái Cùng, xã Long Điền Đông, Gành Hào. Tại đây, các thành viên của đoàn đã chung tay tham gia lắp ráp các hạng mục của thư viện. Và ngay trong buổi sáng, nghi thức trao tặng thư viện cũng được tổ chức trong không khí ấm cúng vui vẻ. Các em học sinh đã được trao tặng những phần quà ý nghĩa và tham gia vào những trò chơi bổ ích, hấp dẫn. Hình ảnh những em học sinh náo nức xen lẫn lạ lẫm khi lần đầu tiên nhìn thấy thư viện mới với các trang thiết bị hiện đại khiến cho những thành viên trong đoàn không khỏi bồi hồi. Nghe nói về từ thiện thì là rất là nhiều nơi nói, nhưng mà khi mà mình đến nơi trực tiếp và thậm chí những đứa trẻ trong đoàn con mình nữa, nó trao đến tận tay những cái em bé nghèo á, thì là mình mới thấy cái cảm xúc khi mà người ta đón nhận những cái đó từ cái người trao. Thì cảm xúc đó thực ra mà nói không thể có được ở đâu, ở trong sách hay là ở trong văn phòng hay là ở trong trên đường phố, mà phải tới tận nơi và cảm nhận thực sự. Gia đình mình rất là háo hức chờ những cái chuyến caravan, bởi vì qua những cái chuyến caravan này không những là mình được tìm hiểu những cái địa danh của quê hương đất nước, mà gia đình mình còn được trải nghiệm những cái chuyến đi rất là thú vị, cộng với những cái chuyến từ thiện. Chính vì vậy mà trong những cái chuyến đi caravan thì mình luôn dẫn các con theo để mà các con có thể cảm nhận được những cái hành động của những hành động đẹp trong xã hội, đồng thời các con có thể sau này sẽ trở thành một người là có ích cho xã hội. Để có thể thực hiện chương trình này, ban tổ chức Thư viện 2030 đã phải thực hiện nhiều chuyến đi tiền trạm tại các xã vùng sâu, vùng xa ở Bạc Liêu. Qua các cuộc tiền trạm, ban tổ chức càng thấu hiểu hơn những thiếu thốn, thiệt thòi của các em nhỏ tại đây. Từ đó, những kế hoạch chuẩn bị cho một thư viện mới khang trang hiện đại được phác thảo và hiện thực hóa thông qua các hoạt động kêu gọi, đóng góp sự giúp đỡ của các thành viên trong và ngoài câu lạc bộ doanh nhân 2030. Thật là hạnh phúc khi mà mỗi một năm chúng tôi xem lại những cái báo cáo tại các thư viện mà chúng tôi đã trao tặng, thì tất cả những sản phẩm nội thất, máy vi tính đều được cung cấp từ những cái hội viên với những sản phẩm rất chất lượng. Đó là lý do tại sao mà các bé vẫn đang từng thế hệ đi qua từng cái ngôi trường mà trong những vùng rừng sâu như rừng quốc gia Bù Gia Mập, hay là các cái đảo, hay là các cù lao tại giữa sông Hậu. Tất cả những đồ vật đó đều đang đem tới những giá trị, những ý nghĩa cho từng thế hệ học sinh. Chúng tôi hạnh phúc là cái đoàn của mình không chỉ đi chơi nhưng mà làm từ thiện rất là thực tế. Thực tế ở đây ở chỗ là mình đi khảo sát những cái nơi mình sẽ làm từ thiện để mình đảm bảo là những cái nơi đó thực sự là cần cái sự giúp đỡ. Và mình mang tới những cái hiện vật, những cái hiện kim mà tới tận tay cái người sử dụng. Ví dụ như những trẻ em nghèo ở những cái trường học. Và đặc biệt là chương trình thư viện tặng nguyên một cái thư viện, những cái sách, những cái máy tính, những công cụ học tập cho các em, để các em có thể tự trang bị những kiến thức của mình để mà phát triển, để mà vươn lên.
Bên cạnh thư viện hoàn thiện được trao cho trường tiểu học Võ Văn Kiệt, chương trình còn trao thêm một số trang thiết bị học tập cho hai trường tiểu học khác là trường Hồ Thị Kỷ và trường tiểu học Phong Thạnh. Cũng trong chuyến đi này, nhiều hoạt động vui chơi giải trí khác cũng được tổ chức để giúp các em có thêm nhiều niềm vui và gắn kết với mọi người. Cứ mỗi lần mà được tham gia cái thư viện này thì cả nhà lúc nào cũng háo hức mong đợi, vì nó là một cái chuyến đi rất là có nhiều ý nghĩa. Khi mình đem đến những cái niềm vui cho những bé ở vùng sâu vùng xa, những đầu sách hay, và cả nhà đều cảm nhận một điều là rất mong mỗi năm hàng năm tới thì mình lại được tiếp tục tham gia cái cuộc caravan này. Chuyến hành trình khép lại đã đem đến nhiều cảm xúc trong mỗi người tham gia, nhưng điều quan trọng hơn hết vẫn là những niềm vui hiện trên từng gương mặt trẻ thơ và niềm tin vào một tương lai tươi sáng đang vẫy chờ. Hành trình 6 năm của dự án Thư viện 2030 là hành trình của những tấm lòng nhân ái muốn san sẻ và góp một phần công sức nhỏ bé của mình trong việc bồi đắp tri thức cho thế hệ tương lai.